Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Vô Việt Nam dưỡng sinh, rèn thể chất, luyện tinh thần trình độ 2. Thức số 10 của chúng ta gồm 8 động tác chia làm hai về trái phải. Các bạn lưu ý, thức số 10 này là một cái động thức được sử dụng kết hợp rất nhiều về lối tấn và cách xử lý tay khác nhau, cho nên quan trong quá trình tập. Nhịp số 2, co chân trái lên thành đồng cước tấn, kéo dài chân trái về phía trước, hạ gót, đẩy tay phải từ hông lên phía trước thành đinh tấn, tay trái thu về dưới nách. Hạ trọng tâm chân xuống, nâng hai tay lên ngang hông, đảo vòng tay ôm cầu, đồng thời nhấc chân trái lên thành tư thế độc cước tấn. Thở hai thì là nghĩa là chúng ta sẽ có một nhịp là hít không khí vô trong, và nhịp thứ hai chúng ta sẽ đẩy thở không khí từ trong ra ngoài. Thở ba thì nhịp một chúng ta sẽ hít không khí vào trong. Nhịp số 2, chúng ta giữ ở trạng thái đó, tức là không hít mà không thở.